Cùng với những khoảng lặng trong lòng người, thì phố phường Hà Nội trong ngày cuối cùng tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi yên nghỉ cuối cùng, dường như trở nên tĩnh lặng hơn, trầm mặc hơn, như tiếc thương một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam. Phố phường Hà Nội trong ngày cuối cùng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như trầm mặc hơn, không náo nhiệt ồn ào như thường lệ. Những con phố cùng với lòng người tĩnh lặng hơn trước sự mất mát lớn lao của toàn đảng, toàn dân. Không chỉ các cơ quan công sở, đơn vị mà khu dân cư, nhà dân cũng đều treo cờ rủ, thể hiện lòng tôn kính và tưởng nhớ sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không phải riêng gì tôi, mọi người cũng như ở khu phố với một cái tình cảm cũng như là cái sự trân trọng, đều rất là cảm động, đều rất là trân trọng những cái việc, những cái điều bác đã làm. Nên là ở khu phố cũng như là toàn khu vực của tôi đều có những cái lá cờ để tỏ lòng tiếc thương bác. Sau lễ truy điệu, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được di chuyển qua nhiều tuyến phố thủ đô để về nghĩa trang mai dịch. Nhiều người đã chờ ở các tuyến phố này từ sớm để tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối. Khu trung cư chúng tôi là không được ở trong cái phạm vi mà đưa cụ đi qua. Thế nhưng mà người dân cũng là nếu không được đến thắp hương tại số 5 Trần Thánh Tông thì người ta cũng đã đi đến các cái cung đường mà sẽ đưa cụ đi qua để mà từ biệt cụ. Những ngày qua, trên khắp mọi miền đất nước, những giọt nước mắt nghẹn ngào không ngừng rơi. Đường phố Hà Nội hôm nay tiễn biệt người con của thủ đô, một nhà lãnh đạo lỗi lạc đã tận hiến cả cuộc đời cho đất nước nhân dân. Trái tim của một người cộng sản chân chính, một nhân cách lớn đã ngừng đập, nhưng đã làm rung lên, làm thổn thức cả trăm triệu trái tim.